Ngày thứ 9. Xí bà lù. Xí bà lù gì? Có ăn gì đâu sợ. 145. 145. Có ăn gì đâu sợ. Rồi. Good morning các bạn. Bây giờ là mấy giờ hiện hiện? Đây em quấn cho. 8:25. Ý đúng rồi. Nãy mới nói em đi rồi ai quấn chân cho anh. Ở thử anh Thiện quấn cho coi coi tao yên tâm coi. Chị đừng có lo bữa em cũng quấn mà. Mới thử đường xong 145. Ghê không? Ghê không Linh? Ghê ghê ghê. Ôi quấn khác tao nha. Trời ơi nó xúc ra mệt hoài nha Thiện. Bữa nay có chừng không chừng không xúc nữa đó. Mày 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 quấn dùm nha. Chị quấn chị phải biết cách quấn để nó không có bị xúc. Chú chàng này hay ta. Mới ngỡ nghĩ đầu chết cha rồi ai quấn quấn. Anh xúc và ai quấn cho anh. Ai nhè đâu. Nó xuất hiện liền luôn không nhận. Hay ghê. Có băng keo này Thiện để trên đầu 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 này nha. Nè cái keo này mày mày thử mày làm cho tao coi coi. Wow. Được á. Không quấn được anh ha. Ok giỏi. Thiện hôm nay là Tám chuẩn bị đi Las Vegas. Đi show, đi làm. Thiện là người thái giám túc trực tại nhà để mà lo cho Hoàng Thượng. Ok. Bảo trọng. Gì mà bảo trọng ghê. Anh quay bảo trọng nha. Anh bảo trọng nha. Thiện có thái giám đó nha anh. Đó, trời ơi, hay chưa? Giỏi quá, Thiện. Rồi sao? Ủa, không có gắn keo hả? Thiện nó... Gắn con miếng à. Mà thôi, Thiện nó cuốn như là nó hát. Ok, rồi dắt anh Quang ra ngoài. Dắt Quang ra ngoài. Mới thử đường xong chị Khanh. Chị Khanh tới rồi. Đây, đây, đây. Bây giờ Khoan để đang lấy thuốc dẫn nè. Bây giờ những cái thuốc cũ là bỏ hả chị Khanh? Ừ, bỏ mấy thuốc cũ hả? Bây giờ thuốc mới nó chỉ cho là thuốc tê chân tay nè. Nè, thuốc trị cao mỡ nè. Ừ. Trị cao máu thì không có uống nữa. Ừ, đúng, đúng, đúng. Thuốc làm loãng máu nè. Ừ. Ba ừ. thứ à? Ừ, nó cho ba thứ thì cho không phải ba thứ, nó cho 3, 4, 5, 6, 7, 8 luôn. Ừ. Nhưng ừ. mà mấy cái này mình chừng nào bị mới uống. Ừ. Còn cái này là cái gì em chưa hiểu nè. Coi mà em đi. Bây giờ đổ mấy cái này ra hết nè. Trời ơi trước khi đi phải lo hết nè. Mày lo cho Hoàng Thượng đi mày. Bên Quang đi nha. Rồi mày. Có gì gọi cho em nha. Ok ok. Ừ. Xong rồi nè. Đó buổi sáng nè uống nước bí đỏ nè. Sao bổn phận hả? Uống sữa nè, uống trà nè. Chiều quá kêu nó kêu ai lấy cái chai sữa của anh Tiên nha. Trời ơi chưa xích thua gái. Trời ơi râu nè, chút chừng nào đi về cắt tóc cạo râu nha. Thích cắt tóc cạo đầu cái gì. Cắt tóc cạo râu này kia ra cho nó ấy đi kìa. Hai tối gì làm vườn. Rồi xong. Rồi, đi. Rồi, ok. Ủa, không ôm mà không ôm một cái hả? Không gì trời ơi, đi có một ngày làm gì đi một tuần vậy. Đi nha, Thiện. Ở nhà nha Thiện. Bye bye, bye bye. Thiện. Mày nhớ quay quay video lại cho tao nha, Thiện. Nhớ nha. Anh nhớ hợp tác với nó quay video cho em nha. À, bây giờ là mấy giờ ta? Để coi. 9:15 là anh Quang đã uống sữa, uống nước bí đỏ xong rồi thì bây giờ là sẽ tới giờ uống thuốc. Thì hôm nay là thứ 5 hả? Thứ 5. Thứ 5. Mình lấy thử. Lô 3. Uống thuốc nha. Rồi. Đây, chị Thơ đã đi được khoảng chừng nửa tiếng rồi. Thì là chị Thơ quên cho uống thuốc. Đó, đợi ăn sáng xong rồi bây giờ uống sữa xong rồi tiếp theo. Này nếp dạ.
có này nước nước hứng trên gần. Ba đo đường chưa? Đo đường sáng rồi con. Dạ. Sáng ngủ dậy đo đường rồi. Nhiêu? 145. À, được. Dạ. Ok. Phần uống thuốc đã xong, bây giờ mình sẽ đi mua đồ ăn cán xem mình với két. Hello mọi người, sao bây giờ là tới giờ ăn của ăn sáng của bé Kiết với thái giám, bây giờ công chúa với thái giám đang ăn sáng để có sức lo cho hoàng thượng ngày hôm nay, trong khi gì đó thái y hoàng hậu đi vắng. Bé Kiết nó bận học lắm luôn á, cho nên là vừa học vừa ăn. Ủa nóng không vậy? Hôm nãy giờ chắc nó nguội rồi á. Còn nóng không? Được không? Nè có nước tương này. Hôm nay chúng ta sẽ ăn hủ tiếu. Đó. Này là 9 giờ rưỡi sáng, 9 giờ 40 sáng. 44 sáng. Bây giờ mình sẽ ăn xong rồi tiếp tục nhật ký ba ba ngày hôm nay. Lấy đi. Và bây giờ là tới giờ thử đường của anh Quang. Đây anh. Rồi, hôm nay là anh Quang sẽ tự thử đường. Két nó học tới 11, thi tới 11 rưỡi. Đây, em lấy một miếng ăn rồi. Để một miếng nữa. Ừ. Rồi, chích cho bác. Bụp. Hơn máu. Rồi. Chắc nãy nhập cao dữ vậy. 189 trước khi ăn. Ok, bây giờ tắt cái này. Hơi rồi. Cao ta. Hơi cao. Sao cao dữ vậy? Sáng chắc có ăn gì không ta? Ăn gì đâu. Ok, bây giờ vô ăn cơm đi. Rồi uống thuốc coi sau khi ăn xong nó làm sao. Ok, hồi nãy đo đường là 189 cho nên bây giờ là phải chích một unit của insulin. Một unit đã xong. Được chưa? Rồi, được rồi, vô. Vô rồi. Ok. Cảm nhận. Ok, hôm nay là đồ ăn là rau với canh cá. Cái này là thịt. Thịt kho nghệ nè. Rồi cơm. Cơm luôn thì tiếp thôi. Ok, bây giờ giờ ăn đã xong thì mình sẽ uống thuốc. Thuốc chưa con? Dạ, đang uống ngoài. Rồi, để chạy qua lấy chai nước. Chai nước đó được. Con
có Epirin chưa? Epirin uống buổi sáng rồi. Ngại viên thôi. Rồi. Uống thuốc xong, anh muốn coi TV không? Cái thi à? Xong. Sau khi ăn xong là 144 nè. Trời, tốt quá trời ha. Sau sáng bị 180 mấy kỳ làm cách chết ngái. Rồi trước khi ăn chiều nhớ nói bà thử nha. Ok. Ok, cảm ơn Kate. Ủa ba, ba ăn rồi hả? Trời ơi, con đi xong con không có cho ba ăn luôn. Nãy ba đo đường nhiêu? 155. Tốt quá ha. Uống thuốc chưa? Chưa. Giờ đã rồi. Về, giờ ba uống. Bây giờ con cho ba uống thuốc nha. Hay đợi xíu nữa. Giờ được rồi. Ok. Uống thuốc nha. Giờ là thứ năm. Buổi tối. Ý. Buổi tối đâu có uống đâu. Ý. Ba ơi. Buổi tối không có uống thuốc. Ủa không có à? Không. Vậy thôi ha. Tối chú Thiện qua. Tối ông chú Thiện qua ổng cho ba uống thuốc á. Thuốc gì nữa? Thuốc buổi tối trước khi ngủ. Kìa bye bye ba. Ok bye ghé. Rồi bây giờ tới giờ đo đường trước khi đi ngủ. Đây là Itaket. Sữa đâu? Sữa đây. Ủa? Đo đường đi rồi đo uống. Rồi mới uống hả? Rồi xong mới uống thuốc. Uống thuốc rồi uống. Ok. Anh mới thay cái kim nữa. Con lấy cái kim ra rồi nè. Thì bỏ kim mới vô. Mới. Để chưa? Chưa bỏ mà. Con lấy kim chưa? Lấy ra rồi. Lấy nào? Chứ kim còn kim phụ. Kim mới đo mà. I see. Hôn đâu. Ngón nào chưa chích? Chích hơn. Ngón trỏ nay chưa chích. Chưa chích ngón trỏ. Chưa chích. Quạt quạt. Lấy miếng bông gòn. Chùi máu. Rồi. 1, 2, 3. Pập. Rồi. Và kết quả là R. Sao vậy? Ô R đây. Okay, lấy ra là bỏ cái mới vô đi. Ok. Bếp phải đợi cho nó hết số 8 á. Ok. Là nó có cái hình giọt máu nghe. Ok. Vô luôn nha. Vô. Hoan, bấm cái nút này trước. No. Rồi. Chưa đừng bấm. Chưa vô luôn đó. Rồi, không có bấm. Vô. Rồi. Được rồi. Có cái máu rồi. Rồi. Chờ đợi kết quả. Bính tình. Bính 155. Ok. Đã một đứa coi 155 đó. Tốt quá nè. Xuất sắc. Ok, bây giờ lấy sữa. Đó rút ra bỏ vô trong rác đó. Đây, sữa đã mở sẵn. Thuốc đâu? Thuốc ở ngoài. Hủ thuốc đâu? Uống sữa đi rồi uống thuốc. Nè anh, mở rồi.
Cũng rồi cho nước súc mềm chứ. Có nước rồi, có nước rồi má. Chai gì? Rồi, chai nước. Thì có cái gì nhỏ nhỏ nữa mà không thấy đâu. Buổi tối không mới thay thuốc mà, hết rồi. Không uống đó nữa. Nay là không uống viên nhỏ buổi tối nữa. Rồi, có sức moisturize không? Có. Và bây giờ là tiết mục sức moisturize, sức lotion, sức lotion. Dạ. Dạ. Chuẩn bị đá kìa. Đá cái gì vậy ba? Đá ai? Đây là mình sẽ lau chân trước. Trời ơi, đủ rồi. Ba muốn con thay cái gối này cho ba không? Gối chú bán furniture mới tặng á. Một cảm giác thật vô mốt. Rồi, mang vớ vô. Màu vớ của hôm nay chúng ta sẽ làm màu. Thay rồi mà. Hả? Màu vàng. Thay vớ luôn. Thay vớ luôn. Vớ này hôm qua mang sáng giờ. Nhấc lên nè. Yeah. Rồi xong. Kéo quần xuống. Còn lotion dính trên quần không phải. Cái zipper. Rồi kéo quần xuống. Rồi. Mời anh đâu? Được rồi. À, ok. Sức moisturize đi. Bình thường mẹ sức luôn hay có lau mặt không? Gì? Có lau mặt rồi mẹ sức không? Có lau. Lấy cái khăn kìa. Không phải, cái đó cái khăn. Khăn ở trong á. Là... Khăn ở trên cái đó đúng rồi. Thấy cái thật là giỏi. Chặt cái khăn rồi. Lau gì? Mặt. Nhờ sức moisturize, định định sức moisturize. Rồi, giặt cái hang. Xong.
nhích qua. Không có chuyên nghiệp được như mẹ nha, thông cảm. Đó, nhăn dưới qua. Chẳng bị xoa thôi con. Ok. Toàn sức cho mình không mà không sức cho người ta. Lỗ mũi. Đúng rồi, từ từ. Tôi bả nhăn dữ vậy ba. Rồi. Rồi xong, tắt đèn đi ngủ. Bye bye. Bye bye. Bé Cát hoàn thành nhiệm vụ, Thiện hoàn thành nhiệm vụ. Yeah. Hoàn thành nhiệm vụ. Bye bye. Mai chắc em qua sớm trước khi anh ăn sáng. Okay. Ừ. 8 giờ đi ha. Ok, rồi. Bye bye, good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.